Xin chào tất cả mọi người. Sau khi mà Quỳnh Nga trải nghiệm với đèn Jetstick thì bản thân Nga là một người phụ nữ, mắt mình lại hơi yếu nữa, và Nga thấy cái ánh đèn của nó rất là sáng, sáng như là ánh sáng ban ngày vậy. Và Nga cảm thấy khá là yên tâm khi mà mình đã sở hữu cho cái xe của mình cái bóng đèn này. Và với một cái độ sáng như vậy và Nga đã thử đứng ở trước, Nga lại thấy nó không hề bị chói mắt. Chính vì vậy mà Nga cảm nhận rằng là với cái độ sáng như thế thì rất là an toàn cho người lái cũng như là người đi đằng trước nữa. Và Nga hy vọng rằng là với một bộ đèn như vậy thì bất cứ ai cũng nên có để trang bị cho xe của mình. Và Nga hy vọng rằng là với bộ đèn này thì với chị em phụ nữ có thể về bảo với anh xã của mình, có thể sắm cho cái xe của mình có thêm bộ đèn này để giúp cho mình có một cái chuyến xe lưu hành trên đường thật là tốt nhé.